Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món thịt lợn xào cà kari cay. Đây là cà tím đấy. Cà tím bên này thì gọi là baklaza. Baklaza. Và mình đã chuẩn bị thái rồi. Đây là cà mình đã thái nhé. Baklaza bên này. Bên này gọi là baklaza. Sau khi chảo nóng thì bây giờ mình sẽ cho một ít dầu vào. Và tiếp theo là mình sẽ cho một ít bơ nữa. Để nó át đi cái vị của cái thịt lợn. Đây, và đây là thịt lợn mình cũng đã chuẩn bị xong. Thịt lợn bên này thì gọi là diệp sovina, còn thịt thì gọi là miêng xô ấy, miêng xô diệp sovina. Giờ mình sẽ cho một ít gừng này, mình sẽ cho ít hành này, câu là gì, thịt không hành như canh không mắm. Bây giờ mình sẽ xào lên, có bơ vào thì cái mùi của con lợn nó sẽ không còn nữa và nó rất thơm, và hành nữa. Mình sẽ xào cho nó chín khoảng độ 70-80%, sau đó mình sẽ cho cà cuốn vào. À, quên mất, mình phải đi thái ớt thì mình bây giờ mình sẽ thái vào đây 2 quả ớt ạ. Mình sẽ thái 2 quả ớt vào. Thịt lợn đã chín và mình sẽ kho cà vào. Mình sẽ cho ớt vào. Thịt lợn kari mà, kari cay mà. Mình sẽ cho một ít kari xanh còn ngon, cho ít kari xanh. Kari bình thường là cũng cho màu vàng, kari là màu vàng, mình sẽ cho thêm kari xanh nữa. Và bây giờ mình sẽ cho gia vị vào, đây là nước mắm nhé. Cho nước mắm vào thì nó sẽ rất là ngon và thơm đấy. Nước mắm này, và bây giờ mình sẽ cho một ít muối trộn nữa, mình sẽ cho một thìa muối trộn nữa. Cà tím bên này thì gọi là baklaza. Cái này mua ở tất cả các cái cửa hàng lớn ở bên này, chẳng hạn như là Tesco này, Biedronka, Kaufland hay là Carrefour đều bán cái loại cà này. Cà này xào với thịt lợn này thì mình lấy ở mình mua ở ở cái chỗ gọi là nó đề là can coca thì ăn nó ngon hơn.
ăn cúc ca thì cái thịt của nó không bị khô đấy, ăn nó không bị khô, thịt nó mềm mềm và ngon đấy. Còn mà mình mua các cái khác hay là sinh ca thì nó khô, thịt nó khô lắm. Và sau khi đã xào đều rồi, bây giờ mình sẽ cho một muôi nước dùng vào. Các bạn không có nước dùng thì hãy cho nước sôi, nước đun sôi nhé. Hãy cho nước đun sôi thì nó sẽ không bị tanh và nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ giảm lửa và đậy vung lại một lúc. Mình sẽ đậy vung lại một lúc là nó chín rồi. Mình đã giảm lửa và đậy vung. Mình sẽ đi chuẩn bị cái bát đã. Đây là bát của mình. Mình sẽ dấn một ít cơm vào đây. Đây là bát này. Cơm vào đấy. Mình sẽ đảo lên xem. Bây giờ mình sẽ đảo lên. Món này mình đã từng làm rồi, ăn rất là ngon. Cà rất là mềm. Cho thêm tí muối trộn nữa. Các bạn cho vừa phải. Nếu mặn quá rồi. Cho mặn quá thì nó ăn không ngon. Mình cho vừa phải xong là nếu như mình thử xem mặn nhạt thì lúc đấy mình nêm thêm một tí nữa thì là đẹp. Muối trộn của mình thì mình có hạt tiêu này, đường này, mì chính. Đấy là muối trộn này. Vậy là cũng đã chín rồi đấy. Rất nhanh mà. Đã xong. Và mình sẽ thử xem thế nào. Rất là nhanh. Thịt lợn là Vipsovina Cari Naostro. Gọi là Baklaza. Bây giờ mình sẽ thử xem thế nào nhé. Mời các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem có ngon không. Cái này hơi nóng. Mình phải... rất là ngon các bạn. Ăn miếng cà nhé. Ăn miếng cà vào xong nó mềm. Nó mềm xong là ngọt. Còn cái thịt lợn này là thịt ca cúc ca nên nó rất cũng là mềm lắm. Nó mềm mà nó không bị khô. Ăn kiểu có cái độ ngậy. Rất là ngon. Bên này gọi là ca cúc ca nhưng mà không biết ở Việt Nam mình gọi là cái gì nữa. Không rõ. Ăn miếng cà rất là ngon. Các bạn hãy thử làm ăn nhé.
mình thấy rất là ngon đấy. Nếu như ai đang làm quán tại đất nước sở tại ở đây nhé, thì hãy đến các cửa hàng Techco, Kaufland, Bia Dronka, Carrefour, nó đều bán cái cà tím này. Nếu các bạn muốn làm thử nhé. Bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.